Chào các bạn, ở bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn khai báo các loại tải trọng thẳng đứng như là tĩnh tải và hạt tải. Trong bài này tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn khai báo trường hợp tải trọng gió. Tôi tiến hành khai báo trường hợp tải trọng. Trường hợp gió X thổi từ trại. Tôi phải điều chỉnh là hệ số win và hệ số là 0. Gió x phải gió y tôi cũng gọi là trái, hơi thổi từ phía sau. Chúng ta có thể khai báo tải trọng gió theo dầm biên hoặc là dễ dàng tải trọng tập trung và gắn vào tâm hình học. Tuy nhiên thì ví dụ này tôi sẽ sử dụng cái phương pháp gắn tải trọng gió theo dầm biên. Tôi tiến hành tắt các hiển thị cột và sàn để cho chúng ta có thể lựa chọn dầm một cách dễ dàng hơn. Tôi đang ở mặt bằng tầng 1. Giả thiết là tôi đã có được một bảng tính toán tải trọng gió. Tôi tiến hành khai báo tải trọng tầng 1 với giá trị của gió đẩy là 0,297 và gió hút là 0,223. Tôi quay lại tab. Tôi tiến hành khai báo gió x từ phía trái sang. Tôi chọn gió x trái và tôi chọn theo phương x. Tôi chọn 0,297. Các bạn thấy là tải trọng gió được gắn với dầm biên và gió hút là 0,223. Tôi tiếp tục khai báo trường hợp gió tác dụng từ phía bên phải sang. Tôi chọn trường hợp gió x phải trừ 0,297. Trừ 0,23. Tôi tiếp tục chọn dầm biên bên này để gán tải trọng gió thổi theo phương y. Chọn tải trọng theo phương y, gió theo phương y. Phương tác dụng là phương y. Và giờ hụt là 0,223. Tôi tiếp tục gán tải trọng gió khi thổi theo phương ngược lại. Và tôi sẽ lần lượt chuyển lên các tầng phía trên để gắn các cái tải trọng gió cho các tầng phía trên. Như vậy thì tôi đã tiến hành khai báo xong cái tải trọng gió, chuyển sang chế độ 3D để nhìn tải trọng gió theo mô hình tổng thể. Và các bạn có thể thấy là tải trọng gió của chúng ta đã được gắn cho các tầng. Tôi cũng kiểm tra một lần nữa cái tải trọng gió theo phương x. Tải trọng gió được gắn cho tầng theo phương x và giá trị cho thấy là đã được tăng từ dưới lên trên. Như vậy thì tôi đã tiến hành khai báo xong cái phần tải trọng gió cho công trình.